Xin chào. With headphones on, didn't care then. Everyone was watching you move out of the beat, 'cause swerving in the street just to get a glimpse of you. You were posing for them, yeah, you were striding for them, 'cause you know just what you do. So if I never told you, baby, you should know I'm going crazy. I can't help myself anymore. Mọi người, về một cái là mình đã hết kỳ học rồi ý. Video này là tuần cuối cùng của kỳ học đầu tiên của mình tại Mỹ. Và bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ được nghỉ để ôn thi cuối kỳ. Nhưng mình thì không có bài thi cuối kỳ nào cả. Nhưng mà thay vào đó thì mình phải nộp 3 bài luận, mỗi bài từ 8 đến 10 trang, một video cho lớp truyền thông và một cái bài thi nói lớp tiếng Nhật. Chiều nay thì mình ngồi hoàn thành nốt cái bản draft cuối cùng cho cái lớp thời trung cổ. Và mình chọn cái topic là về ẩm thực. Và nó thực sự là khó luôn, tại vì mình phải liên hệ với cả thứ bậc xã hội bla bla. Sau một buổi chiều ngồi ở quán cà phê thì mình cũng hoàn thành xong 3 cái bài luận rồi. Ở đây có ai thích xem Conan giống như tôi không? Kiểu lần đầu tiên mình tiếp xúc với Conan ấy là mình đọc truyện. Xong rồi mình đọc đúng cái tập mà thằng béo nó để cái đầu người trong bụng nó ấy. Kiểu ám ảnh quá, thì là mình bị nghiện luôn. Tại vì cả tuần tới thì mình chỉ có một cái bài thi nói tiếng Nhật thôi, thế nên là mình khá là rảnh, tại vì mình cũng đã hoàn thành các cái bài luận kia ổn ổn rồi. Buổi chiều hôm đó thì mình đi Walmart với cả con lạc đà, à nhầm, con bạn cùng phòng của mình. Hôm đấy thì trời hơi mưa mưa, nhưng mà trông cảnh vật thì rất là đẹp, trông cái mặt thật là thất thần. Đến rồi nè, mình chợt nhận ra là mỗi khi mình vào siêu thị thì cái thứ đầu tiên mà mình mua đó chính là dâu tây. Chả hiểu tại sao, mua bịch giấy tại vì nhà đã hết giấy rồi. Cái bánh này ở Việt Nam mẹ mình hay mua ấy, ngon kinh khủng luôn. Nhất là vị bơ ấy. Nhưng kiểu mình thề luôn là mình chưa tìm thấy một cái snack nào của Mỹ mà nó hợp khẩu vị với mình. Chả bù cho cái hãng Oishi của Việt Nam ấy, kiểu bim bim bí đỏ các thứ. Mình tìm được mấy cái túi hoa quả đông lạnh, ăn kiểu siêu ngon luôn. Mình không phải là fan của đường ngọt. Sau khi mua cái này thì mình chợt nhận ra là mình không có cái máy nướng bánh. Mình cũng chỉ đọc đi lanh quanh xem có cái gì mua không ý, tại vì mình không có mục đích gì khi đến đây cả. Kiểu ở đây nếu mà có 50 đô thì cũng chỉ mua được một xíu đồ thôi. Còn nếu mà cầm 50 đô ra ngoài cái chỗ chợ châu Á thì mua được cả một xe luôn ý. Mình nhớ là trước khi đi mình đã dặn lòng là mình chỉ mua đồ healthy thôi ý. Nhưng mà không hiểu sao, từ lúc sang đây kiểu mình độc ăn về ăn về ăn xong rồi ít vận động ý, thế nên là mình đã tăng cân. Hu hu. Hè này thì mình có thời gian rảnh hơn, thế nên là tập thể dục. Mọi người có thấy cái đứa bạn của phòng mình cút teo? Mình mà là con trai mình ngốt nó rồi đấy. Mọi người nhìn xem, kiểu 7 giờ tối mà trời vẫn sáng trưng luôn. Và mình sẽ ăn mì, tại vì mình quá lười để đến nhà ăn. Bỏ thêm một cục phô mai, thiên đường. Mình đang làm một cái video cho lớp truyền thông. Mình là đứa duy nhất chọn làm video thay vì viết luận, tại vì không có cái máy nướng bánh ý. Thế nên là mình đánh ăn không. Một bên là mình cho bơ lạc và một bên là mứt dâu. Nhưng kiểu bánh mì không được nướng ý, thế nên là nó bị giảm cái độ ngon đi. Xong rồi úp hai cái vào nhau và ăn thôi. Tóc mình sau khi tẩy thì nó khá là yếu ớt, thế nên là mình phải chăm dưỡng tóc. Cái này là mình được tặng nhưng mà dùng nó rất là ok luôn. Và mình sẽ để link ở phía dưới nếu bạn quan tâm nhé. Đây là cái món mì mà mình thấy ngon nhất ở trường mình luôn. Và sau bao nhiêu tháng thì nó mới xuất hiện lại ở thực đơn. Hôm nay thì cô giáo dạy online của bọn mình có một buổi gặp gỡ trực tiếp, thế nên là mình mang một chút quà Việt Nam đến tặng cô. Thì đây là cô giáo và các bạn cùng lớp của mình cùng với một số anh chị mà cô ấy dạy khóa trước. Sau đó thì mình có một cuộc hẹn với một bạn ở nhà đối diện. Bọn mình sẽ xuống thị trấn chơi. Yay. Mình cũng nghĩ là bằng tuổi mình tại vì học cùng lớp không. Nhưng mà không, bạn ấy hơn mình 4 tuổi. Wait. Say xin chào. It's mean hello. Xin chào. Ngay trước trường mình là một cái hồ siêu to khổng lồ luôn.
Nói chung là quang cảnh các thứ thì rất là đẹp và yên bình. Nhưng mà yên bình quá thì là mình hơi bị buồn ấy. Nhưng nói chung là tâm trạng là của mình mà. Thế nên là nó sẽ phụ thuộc vào cách mình chơi. Thiết kế nhà ở đây nó kiểu siêu đẹp và siêu cổ điển luôn ý. Có một lần mình cho cái điều cùng phòng của mình xem Hà Nội qua map ý. Và nó hỏi tại sao tất cả mái nhà lại màu đỏ. Và lúc ấy mình chợt nhận ra là ừ nhỉ, kiểu mái đỏ nhà vàng rất là phổ biến trong cả đời thực và tranh vẽ. Bọn mình đã xuống thị trấn rồi nè. Xuống dưới đây thì trông có vẻ nhộn nhịp hơn và nhiều hàng quán các thứ hơn. Anh ấy bảo với mình là đi mua paper. Thế là mình cứ tưởng là mua giấy nhưng mà không, nó là thuốc ấy. Mình tính là đi ăn kem nhưng mà cái cửa hàng ấy nó lại đóng cửa vào thứ hai. Thế nên là mình đành phải mua càng tiện lợi. Nhưng mà kiểu thứ hai là cái thứ làm việc mà người ta lại không bán ấy. Wanna put a plan in motion. Trapped in the past of the past of the class. Dreaming my music could evoke some emotion. Go with the loop but I shift from the path. Throwing him aside from a rose in the grass. Casting a half-ass back to a drag back. Thoughts might run, never fall for the fact. Try to exceed the sad last, even lacking a quarter. At last, independent, I'm giving a weapon to death. And the venom in my pen, I'm bearing a summons. I have a way out. In my circle, I'm keeping it shut. I love the morning, but hate to wake up. Never on top of it, stopping the burst of the flock and a shot of provocative luck. I'm an old soul with a new flow. Never sell out for the gold or the new clothes. What I compose above the most, supposed to hold the rose to king despite the foes. Feeling the people for money, they love it. I'm rambling on, I feel I'm above it. Never gonna serve as a puppet. Everybody, man, I gonna panic when I'm gone. Sau mấy ngày ăn chơi xả láng thì mình đã bắt đầu quay lại học để mai kiểm tra tiếng Nhật. Hôm đấy thì mình ngồi ở thư viện và chỉnh sửa nốt cái video. Và đến chiều tối thì mình xem lại cái bản mà mình quay màn hình tiếng Nhật để ôn lại bài. Đấy, cái tác dụng của việc học Zoom đó chính là các bạn có thể quay màn hình và xem lại bất cứ lúc nào. Ghi chép xong thì mình ngồi ăn đào và ngồi nghe bài đào luôn. Không thể hợp lý hơn được. おはようございます。おはようございます。はい、大丈夫ですか？スクリーンも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あの、ベンさんのお宅はどこにありますか？あ、うちですか？あの、ハノイにあります。あ、そうですか。ハノイにはダメがありますか？ハノイには、レストランとか Sau khi kiểm tra thì mình ngồi chỉnh sửa nốt video và xuất bản. Yay, thì là xong. Và cuối cùng thì mình ngồi đọc lại nốt những cái bài luận và xem còn thiếu sót gì không. Và bắt đầu nộp thôi. Có lẽ trong cái video sau cái video này thì mình sẽ thông báo điểm cho các bạn, xem bạn Vân học hành cái kỳ đầu tiên như thế nào nhé. Cái khoảnh khắc mà ấn nộp bài là cái khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, sung sướng nhất và tuyệt vời nhất. Rất là xúc động. Trời ơi, còn gì sung sướng hơn. Và bây giờ thì mình chính thức là được thả rồi. Không còn cái gì để làm luôn. Và mình quyết định sẽ đi giặt đồ các thứ tại vì mình sắp phải chuyển ra rồi theo thông báo của nhà trường. Tại vì mình sẽ ở lại hè, thế nên là mình sẽ chuyển sang một cái nhà khác. Còn vào kỳ tới thì mình sẽ ở trong một cái nhà, chứ không phải là ở ký túc xá nữa. Nhưng nó vẫn là nhà của trường. Giặt tí tầm 30 phút và sấy tầm 1 tiếng, thế là xong. Lại được quần áo mới tinh tươm.
Tại vì mình đã bỏ bữa trưa, thế nên là bây giờ mình sẽ đi ăn tối luôn. Lại ăn cái mì này, hi hi. Về phòng thì mình lăn lên giường đi ngủ đến 8 rưỡi luôn. Và hãy nhìn xem đây là bầu trời lúc 8 rưỡi. Thi thố xong rồi thì làm đẹp một chút. Mình sẽ ngồi sơn móng tay sau hàng tỷ năm mình chưa sơn. Mình sẽ để link sản phẩm ở phía dưới nhé. Đây là thành quả, trông nó hơi nhếch nhác nhưng mà mình khá thích màu này. Sau đó thì bọn mình bắt tay vào gói ghém hành lý và chuẩn bị ra ngoài. Còn đứa bạn cùng phòng của mình thì nó sẽ đi về nước. Nhưng mình đã không ngờ rằng mình đã làm những cái việc ngu ngốc. Rằng thì mà là tất cả học sinh sẽ phải chuyển ra vào ngày kia. Nhưng mà đối với những học sinh mà ở lại hè thì bọn mình sẽ được ở lại cái phòng này thêm mấy chục ngày nữa. Và có nghĩa là mình không cần phải gói hành lý luôn. Nhưng mình đã gói tất cả chúng nó vào vali và mình chỉ để lại đúng 2 bộ quần áo để mặc trong 2 ngày tới. Wow, rất là tuyệt vời. Thế là sau bao nhiêu vất vả khổ cực thì mình mới đóng được cái vali và mình lại phải mở vali ra. Nhưng mà kiểu mình không ngờ là thời gian trôi nhanh thế. Chưa gì đã 4 tháng rồi và vừa mới ngày nào mình quay cái video mình mới đến Mỹ và bây giờ thì mình đã chuyển ra sau một kỳ học. Mình cảm thấy nó siêu nhanh luôn ý. Như các bạn thấy thì đây toàn bộ là khẩu trang. Trưa mai thì bạn cùng phòng của mình nó sẽ đi về nước và kiểu nó cứ bị nhanh quá nên là mình thấy hơi hừ thẫn ý. Kiểu trong cái phòng tự nhiên nó trơ trọi luôn ý. Thật là thiếu vắng bóng ai đó. Mình đang kéo hộ hành lý của nó ra xe ô tô và tạm biệt. Ngay sau đó thì mình đi tiêm Covid luôn. Và đây là mũi thứ hai của mình rồi. Và thế là mình đã xong rồi. Cả ngày hôm đó thì mình vẫn khỏe re, nhưng mà đến sáng hôm sau thì mình bắt đầu bị sốt và mình bị ốm cả ngày luôn. Ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi ăn que kem đến chiều, thì sau đó cả tầng cộn mình đi ăn chia tay ở một nhà hàng Mexico. Không gian trong quán thì khá là tối và rất là tây. Bọn mình thì đã đặt bàn trước rồi và bây giờ mình chỉ ngồi chờ những cái bạn đi đằng sau tới thôi. Ngồi nói chuyện một lúc thì hai đứa mới nhận ra là hai đứa sẽ là bạn cùng nhà của nhau kỳ tới. Đọc cái menu xong rồi mình chả hiểu gì luôn. Mình gọi một cái món tôm, người ta bảo là cay lắm. Xong rồi cùng lúc mà mang ra thì cay, rất là cay. Không hề cay một chút nào luôn ý. Đây là món của những bạn khác. Và đến món của mình thì trông kiểu khác một trời một vực ấy. Kiểu nó không mang lại một cái vibe Mexico như các bạn khác. Đấy cái kiểu. Ok, vậy là kết thúc tuần cuối cùng của mình tại Mỹ rồi. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe cho channel của mình nhé. Bye bye.